Tôi là Vietino và đây là series tuần tiếp của các bạn. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ nói về những cái cách để dựng nên một cái khối nha các bạn. Chúng ta sẽ có những cách dựng khối như là blocks, quick one, quick two. Thì bây giờ tôi sẽ nói đến ba cái lệnh để dựng khối đó. Đối với thằng lock thì nó sẽ dựng cái khối theo những cái đường cơ sở cao trước. Ở đây là những cái đường cơ sở, dù đóng hay mở gì nó vẫn nhận được cái suffix nha các bạn. Ở đây tôi sẽ dựng từ hai cái đường mở này, hai đường cover này mở, thì nó sẽ dựng được một cái mặt phẳng, hai cái mặt phẳng đường nối với nhau. Nếu ở đây thì tôi sẽ có được hai cái cover đóng. Thường thì mình sẽ dựng khối theo cái lệnh lock này ha, hai cái cover đóng này. Thì các bạn tạo một cái, các bạn vẽ được một cái cover đóng này nè ở ngoài. Sau các bạn offset vào, các bạn đưa lên để các bạn dựng khối. Thì bình thường hay vẽ như vậy. Thì các bạn sử dụng lệnh lock để tạo thành một cái khối. Ở đây không vậy. Thì đây là những cái mà mình hay dựng ha. Các bạn qua về tới xịt lui thằng này vẫn được bình thường. Không vấn đề gì hết. Thì từ hai thằng này nó phần dựng lên được một cái khối cơ bản. Đối với thằng ba thằng đường mở thì nó phần dựng lên một cái đường cái suffix theo ba cái đường này, tùy cover mà mình chọn lần lượt trước sau như thế nào, nó sẽ dựng theo những cái suffix khác nhau. Lock tôi chọn đường này đến đường này đến đường này thì nó sẽ dựng cái suffix theo theo kiểu này, nhưng mà chúng ta chọn lại đường này đến đường này đến đường này thì nó sẽ dựng một cái suffix theo kiểu khác ha, tùy theo kiểu các bạn chọn. Tôi chọn đường này đến đường này đến đường này thì nó sẽ diễn họa hoàn toàn khác nhau. Và bên cạnh đó các bạn chọn lock này. Thì tùy vào ở trong này có những cái style nè, thì normal thì nó sẽ diễn họa những cái đường cong này gần như là thẳng nhất có thể. Low thì nó sẽ diễn họa cái đường cơ sở này nè, cái đường vẽ ở trong này, đường vẽ ở trên suffix nó gần giống như cái đường cơ sở nhất có thể. Tôi sẽ chọn là theo phía bên kia cho bạn dễ nhìn. Tôi sẽ chọn là low review ha, nó sẽ gần giống cái đường cơ sở nhất, cái đường góc này gần giống cái đường góc nhất các bạn. Chọn try thì nó sẽ diễn họa cái này theo một đường cong, gần như là cong theo có một cái góc nào đó, theo một cái góc mà thằng Hino nó đã tính toán ra. Transition thì nó sẽ diễn họa này thành những cái mặt phẳng. Đây là những cái nâng cao ha. Các bạn nếu các bạn muốn biết thì các bạn có thể tự tìm hiểu khi các bạn sử dụng nâng cao. Còn đối với ở trong cái vẽ bình thường, vẽ phòng rồi thì các bạn không cần quan tâm đến những cái này cho lắm. Thì các bạn chỉ cần quan tâm là từ hai cái đường cover này nó sẽ dựng lên được thành một cái khối. So. Rồi. Nhưng mà giờ tôi muốn dựng một cái khối hai đáy bằng nhau. Hai đáy bằng nhau và ở giữa này nó sẽ lõm vào. Thì thằng lock nó không sử dụng, nó không không diễn họa ra được cho mình ha. Nó không diễn họa được. Ha. Thì khi đó mình phải sử dụng thằng whip one. Whip one thì nó sẽ có một đường cơ sở, một đường cơ sở và một đường cắt. Thì đường cơ sở là để diễn tả cái đường đi của cái đường cắt. Giờ tôi chọn đường cơ sở ha. Whip one. Sorry. Whip one. Và cái này là đường cắt. Đó. Thì nó sẽ cái đường cắt này là nó sẽ chạy theo cái đường cơ sở để nó diễn họa lên thành một cái hình cho mình. Thì ở đây tôi sẽ có một cái khối mà nó lõm ở giữa. Bây giờ tôi sẽ chọn ngược lại. Thằng này là đường cơ sở và thằng này là đường cắt. Thì nó sẽ diễn họa, nó sẽ lấy cái cover này nè. Hình chữ nhật này nó sẽ chạy theo cái đường cover này của tôi. Thì khi đó các bạn cũng có thể dựng một cái khối. Tôi copy thằng này ra ha. Giả sử các bạn có một cái khối
ba, thì giật nó lên. Rose tay. Khi đó tôi sẽ diễn họa thằng này là đường cá sở nè, thì tôi cũng giật được một cái khối cho các bạn ha. Theo hai cái đường, một đường cover đóng và một đường cover mở, một cái đường chạy và một cái đường diễn họa. Không cần nhất thiết phải đóng nha các bạn. Tôi rẽ hai thằng này ra, bỏ thằng này đi, cho thằng này lại. Thì nó phải có một đường cơ sở web one. Thì cái này nó vẫn diễn họa được nha các bạn, nhưng mà nó sẽ chạy từ cái đường xéo này ăn qua đây và nó ăn thẳng qua bên này luôn ha. Đó là đối với web one. À, tôi sử dụng lệnh web one này. Thì nó sẽ vẽ được một cái ống, nó chạy theo cái cover của tôi. Còn nếu các bạn chọn ngược lại, chọn đường đường chạy này, đường mô tả này, và đường vẽ, thì nó sẽ vẽ quanh cái này nè. Ở đây nó sẽ vẽ thành một cái trụ các bạn, trụ nhỏ xíu, tại vì nó cái này nó nhỏ ở trong thôi nên mình không thấy. Bây giờ mình đưa đem ra ngoài. À, mình mua thằng này ra ngoài ha. Thôi mình sử dụng web one nè, thằng này. À, thấy không bạn, thấy không? Nó sẽ diễn, nó sẽ vẽ cho mình được một cái phiểu. Đó là đối với lệnh web one. Còn web two là như thế nào? Web two là nó từ hai cái đường ha. Hai đường cơ sở. Và cover hoặc là bond để diễn họa được cắt. Thì đây tôi sử dụng lệnh web one này. Web one ha. Thì nó vẫn diễn họa được. Nhưng mà nó không đúng theo cái ý đồ của mình. Ý đồ của tôi là nó phải chạy cong ở đây, chạy thẳng xuống dưới này ha. Nó phải cong đều xuống dưới này. Nhưng mà ở đây thằng web one nó vẫn diễn họa được, nhưng nó vẫn diễn họa ra một cái suffix nhưng mà nó không giống ý của mình. Thì mình phải sử dụng thằng web true. Web true. Tôi muốn nó chạy tới cái điểm bond này nè. Và chạy bằng cái đường cắt này. Thằng lob nó vẫn nhận được cái mặt cong ha các bạn ha. Nhưng mình phải cần copy cái thằng này, cái thằng cong này đem tới đây. Và từ hai đường cong này mình sử dụng lệnh lob để mình nhận. Trong khi đó thì thằng sweep one mình chỉ sử dụng đường thẳng và đường cong. Nhưng mà bây giờ mình muốn cái góc này nó cong ra, nó dài hơn, nó dài hơn. Thì mình có thể sử dụng thằng sweep one hoặc mình có thể sử dụng thằng sweep two. Thì cái góc bên này nó sẽ dài hơn. Đó là những cái lệnh dựng khối ở trong Hino. Các bạn có thể sử dụng để các bạn vẽ theo cái ý đồ của mình ha. Có nhiều cái trụ thì các bạn cần phải lõm vào, các bạn cần phải fit vào, thì các bạn sử dụng, bắt buộc các bạn phải sử dụng thằng sweep để các bạn dựng. Các bạn không thể sử dụng lob được. Nhưng đối với những cái khối cơ bản, căn bản, thì các bạn có thể sử dụng lệnh lob để các bạn dựng cho nhanh ha. Tôi trước kia tôi thường sử dụng sweep vì quen tay nên tôi sử dụng sweep không. Tùy mỗi người, theo sở thích của mỗi người thì mỗi người sẽ có những cái cách dựng khối khác nhau. Thì các bạn sẽ lựa chọn. Đó là những cái lệnh khối dựng khối mà tôi giới thiệu với các bạn. Thì tùy các bạn lựa chọn một cái lệnh dựng khối mà phù hợp với mình. Series hôm nay tới đây mình tạm dừng ha. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tuần tiếp lần sau.